Ngày 23 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thông tin danh sách 13 đồng chí được Trung ương giới thiệu về Thành phố Hồ Chí Minh để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Theo đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được Trung ương giới thiệu về Thành phố Hồ Chí Minh ứng cử đại biểu Quốc hội, cùng với 13 đồng chí được Trung ương giới thiệu về Thành phố Hồ Chí Minh để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Có 37 ứng cử viên được hiệp thương giới thiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tổng số ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Thành phố Hồ Chí Minh là 50 người. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bầu chọn ra 30 đại biểu Quốc hội khóa 15 trong tổng số 50 ứng cử viên vào ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021. Ngày 23 tháng 4, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, gọi tắt là Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ bàn giao hồ sơ và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Tại buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển giao cho Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh hồ sơ 52 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 172 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cùng danh sách trích ngang 37 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và 158 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được lãnh đạo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn viết tóm tắt tiểu sử, ghi nguyện vọng ứng cử tại đơn vị bầu cử. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng hướng dẫn về quy trình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử để vận động bầu cử. Sáng nay ngày 23 tháng 4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thông tin về 8 ca mắc mới COVID-19, ca bệnh 2.817 đến 2.824 là người nhập cảnh được cách ly ngay, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có 5 ca, Nam Định 3 ca. Các ca bệnh từ 2.817 đến 2.821 được ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 14 tháng 4, các bệnh nhân từ Dubai nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 21 tháng 4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Các ca bệnh 2.822 đến 2.824 ghi nhận tại tỉnh Nam Định. Các bệnh nhân này từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Vân Đồn ngày 20 tháng 4 trên chuyến bay Vietjet 2723 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Nam Định. Kết quả xét nghiệm ngày 22 tháng 4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, tất cả các tỉnh có đường biên giới như Tây Ninh, Kiên Giang, An Giang, đây là những khu vực nóng trong tình hình dịch hiện nay. Vì vậy, Bộ Y tế đã chỉ đạo Kiên Giang thành lập Bệnh viện Dã chiến tại Hà Tiên để đón bệnh nhân điều trị. Bởi tới thời điểm hiện nay, nhiều người nhập cảnh về khu vực này đã dương tính và đang điều trị tại đây. Liên quan thông tin gạo ST25 của doanh nghiệp Việt Nam bị mất thương hiệu do 5 doanh nghiệp nước ngoài sử dụng tên này để đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ. Ngày 22 tháng 4, bên lề hội thảo Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2021 với chủ đề Tận dụng đòn bẩy thương hiệu quốc gia Việt Nam, nâng tầm thương hiệu sản phẩm Việt, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã chia sẻ về vấn đề này. Cục Xúc tiến Thương mại đã liên hệ với ông Hồ Quang Cua, đề nghị giới thiệu một số chuyên gia có năng lực để giúp doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành hồ sơ đăng ký với cơ quan Mỹ. Doanh nghiệp phải chấp nhận mất thời gian chi phí để thuê luật sư, chuyên gia và tìm hiểu từ cơ quan có thẩm quyền để có thêm thông tin khi nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng. Theo báo cáo được hãng bảo hiểm Swiss Re, Thụy Sĩ công bố, biến đổi khí hậu có thể gây ra những thiệt hại lên tới 23.000 tỷ đô la Mỹ đối với nông nghiệp, y tế và cơ sở hạ tầng vật chất, cũng như chuyển hướng chi tiêu của các chính phủ. Các đánh giá của báo cáo này được đưa ra trùng với thời điểm Ngày Trái đất và các cuộc họp toàn cầu về khí hậu do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì, cho thấy các nước nghèo nhất sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Quy mô nền kinh tế của một nhóm các nước giàu nhất thế giới sẽ giảm 5% so với 9% ở Nam Mỹ và gần 17% ở Trung Đông và Châu Phi và 25% ở các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Ngày 22 tháng 4, hãng Reuters dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Australia nên tránh làm xấu hơn mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước. Sau khi Australia hủy bỏ hai thỏa thuận liên quan tới sáng kiến vành đai và con đường giữa bang Victoria và Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Australia là quốc gia duy nhất hủy bỏ thỏa thuận sáng kiến vành đai và con đường, tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Trung Quốc xem xét có thêm phản ứng về vấn đề này. Sau diễn biến mới nhất này, Chủ tịch Quốc gia của Hội đồng Doanh nghiệp Trung Quốc Australia David Ozen cho biết các công ty Australia xuất khẩu sang Trung Quốc đã và đang nỗ lực đa dạng hóa thị trường nước ngoài, đồng thời tiếp tục duy trì hợp tác với các đối tác thương mại Trung Quốc. Tuyển thủ số 1 của đội đấu kiếm Việt Nam, nội dung kiếm chém, đã lên đường đi Uzbekistan thi đấu vòng loại Olympic Tokyo 2020. Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam dự tranh giải vòng loại Olympic Tokyo 2020 của khu vực châu Á ở Uzbekistan trong các ngày 25 và 26 tháng 4. Tuy nhiên, các thành viên đã di chuyển sớm để có sự chuẩn bị tốt nhất. Danh sách đội đấu kiếm thi đấu vòng loại gồm Vũ Thành An, Phùng Thị Khánh Linh, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Tiến Nhật. Vòng loại Olympic Tokyo 2020, môn đấu kiếm của khu vực châu Á tại Uzbekistan là lượt thi đấu để những vận động viên chưa có suất mà thuộc quốc gia tại châu Á và châu Đại Dương tranh cơ hội cuối cùng. Giải chỉ thi đấu nội dung cá nhân dành cho 3 loại kiếm là kiếm liễu, kiếm chém và kiếm ba cạnh. Chỉ vận động viên vô địch nội dung mới có suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020.